Chào các bạn, theo ý kiến rất nhiều độc giả, rất nhiều anh em trong làng hoa cây cảnh chuyên về cây hồng thì có trao đổi với tôi là anh Minh ơi, thế là tại sao mà cái trại cây hàng độc của anh chơi rất là nhiều các loại cây quý, cây cổ, và đặc biệt là những cây hồng cổ Sapa anh chơi rất nhiều, có những cây nổi đình nổi đám, có những cây 500-600 triệu đã qua tay anh, và có những cây hồng cổ to như thế này bây giờ vẫn còn tồn tại. Thế thì anh em ý tư vấn là thế tại sao mà trong trang trại của anh lại không đầu tư những cái loại hồng cổ, mặc dù anh đã bán được cây hồng cổ to bằng một người ôm cho Đài Loan Hồng Kông hơn 2 tỷ. Hồng cổ là hồng rừng ấy nhá, hồng rừng ghép ấy. Thế mà tại sao bây giờ đến bây giờ anh không đầu tư cái hồng cổ, hồng rừng ghép đó? Thì có mấy lý do mà hôm nay thực ra là tôi rất băn khoăn, tôi định đưa các cái bài này lên mạng rất lâu rồi để cứu vãn một số nhà vườn và cứu vãn những cái anh em ở vùng sâu vùng xa có vốn độ khoảng 100-200 triệu, nhưng mà nếu mà đầu tư hồng rừng sau đó về ghép vào thì tại sao mất vốn và tại sao nó chết. Thì hôm nay tôi lý giải. Cái đầu tiên các bạn nhé, đây tôi đây các cái cây hồng rừng đây rất là to, các cây hồng rừng đây tôi mua rồi, sau khi mà tôi đúc kết như vậy tôi chán, tôi không ghép, tôi cứ vứt ở đây thôi, mặc dù các cái gốc này rất to tôi vẫn để đây, tôi không ghép. Lý do tại sao tôi không ghép và không đầu tư nữa, và tôi cũng hạn chế, tôi tâm sự với một số anh em và rất nhiều anh em, rất nhiều nhà vườn đã cảm ơn tôi vì sao không đầu tư cái hồng cổ đấy nữa, tức là cái hồng rừng. Đây các bạn, chúng tôi bây giờ tôi lý giải quay về thực tế. Đây là một gốc hồng rừng, đây là một gốc hồng rừng, gốc đó cũng tương đối to, nó ủ ở bên dưới. Gốc hồng rừng này chúng tôi đã ghép đến năm nay là năm thứ tư. Khi ghép năm đầu tiên thì nó lên rất tốt, nó lên rất tốt các bạn ạ. Từ vì cái gốc hồng rừng, bản năng sinh tồn của cái gốc hồng rừng thì nó lên rất tốt, nó rất là khỏe. Đấy, nó lên rất là khỏe. Đây như cái tay này chúng tôi ghép năm nay là năm thứ ba. Và 2 năm trước thì nó ra hoa. Cây này đã trả chúng tôi 120 triệu. Một cây gốc hồng rừng đầu tư độ khoảng 10 triệu. Sau khi ghép năm đầu tiên đã trả chúng tôi 120 triệu. Nhưng mà tại sao mà không bán được? Đây, cái tay này các bạn nhé, cái mắt ghép này đã được 3 năm rồi. Đấy, cái mắt ghép trên kia cũng được 3 năm. Và tại sao bây giờ nó chết khô? Lý do vỡ lợ, lý do không hiểu biết là đầu tư cây hồng rừng này là khi ghép vào nó chết khô. Đây, cái cây hồng rừng bên kia, cây hồng rừng bên kia các bạn kìa. Đấy, cái cây hồng rừng bên kia là cây chưa ghép, gốc nó xoắn rít, cây đấy được khoảng 50-60 triệu. Và tại sao chúng tôi ghép vào đến năm nay năm thứ tư rồi nó vẫn chết? Bây giờ tôi lý giải các bạn rất một điều rất đơn giản. Các cái cây hồng rừng này nhá, bản thân tôi đi khai thác hồng rừng ở trên rừng rồi thì bản thân tôi biết là như thế này. Các cái cây hồng rừng này khi nó ở trên rừng thì nó leo cao lên các cái cây cổ thụ to, và nó leo cao vống lên 5-6 mét, 7-8 mét. Thì nó leo cao lên thì bộ rễ của nó hoạt động rất mạnh, thì chân tay nó mới leo được cao. Nó phải cung cấp toàn bộ năng lượng và cung cấp toàn bộ chất ăn cho cả một cái tòa nhà cao 4 tầng. Thì vô hình dung là cái rễ của nó rất to và nó cần rất nhiều thức ăn. Rồi, sau khi chúng ta, đơn giản là sau khi chúng ta chặt cái cây hồng rừng về, chúng ta phát tán của nó đi, lấy mỗi cái đoạn gốc độ khoảng cao 1,5 mét, thân cao 1,5 mét, và chúng ta bắt đầu trồng. Trồng trong thời gian đầu thì nó lên rất khỏe, tại vì nó là hồng rừng mà, nó thừa chức ăn mà. Bây giờ cái tải của nó đang là nhà 4 tầng, bây giờ chúng ta không cho nó tải nữa thì chất ăn trong cây nó vẫn còn dư thừa. Chứng tỏ là về nó rất là khỏe, một năm đầu nó lên rất khỏe. Và khi các bạn ghép mầm vào nó lên cũng cực khỏe luôn. Nhưng các bạn ơi, sau năm thứ 2 và năm thứ 3 và năm cùng lắm là năm thứ 4 là chết khô. Tỷ lệ chết khô đạt 90%. Cây đã sinh trưởng và ghép ra hoa rất là đẹp rồi. Sau 3-4 năm là tỷ lệ chết khô đạt 90% và có thể 100%. Tôi lý giải tại sao. Rất đơn giản, một cái cây hồng rừng thì theo logic ở rừng nó nuôi một cái tòa nhà, tức là nó vận hành theo kiểu công suất lớn thì rễ nó bắt buộc nó phải hoạt động. Khi chúng ta đánh nó về, chúng ta cắt nó đi thì cái cây hồng rừng này nó không hoạt động nữa, tức vì nó có mấy cái mầm ghép như này thôi. Đơn giản nó có nuôi được mấy cái mầm ghép như này thì trọng tải ngày trước là cả một tòa nhà, và bây giờ trọng tải bây giờ có mấy cái mầm ghép này thì cây nó vẫn sống, nó vẫn lấy thức ăn, nó vẫn sống. Nhưng do hoạt động của nó, cơ chế của nó hoạt động ít đi, tức vì nó có mấy cái tay như thôi, nó hoạt động rất đi ít đi, mà bộ rễ của nó rất to, bộ gốc của nó to 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 bằng cái thúng,
Thế là sau một thời gian nó không hoạt động nữa, tại vì nó không cần tải thức ăn lên cây nữa. Nó không hoạt động nữa do cơ chế sinh tồn nó không cần hoạt động nữa, cho nên bộ rễ của nó dần dần bị thoái hóa và bị biến chất. Trước đây bộ rễ của nó hoạt động liên tục thì rễ nó lúc nào cũng phải trao đổi chất, lúc nào cũng phải có sức sống. Nhưng bây giờ bộ rễ của nó không cần trao đổi chất nữa, tại vì nó nuôi có mấy cái mầm cộng sản này thôi, mấy cái mầm bé tí đấy thôi. Cho nên bộ rễ nó dần dần bị thoái hóa. Bộ rễ bị thoái hóa và dần dần nó không hoạt động nữa, nó lười, nó bị lão hóa và nó đã khô rễ. Khô rễ dẫn đến hiện tượng tất cả những cái đường truyền mau mạch dẫn từ thân lên, trước đây nó nuôi cả một tòa nhà nhưng bây giờ nó chỉ nuôi mỗi mấy cái mầm này thôi, cho nên là cái cây, cái bộ rễ mau mạch của nó, cái thân này nó cũng không hoạt động nữa. Không hoạt động nữa thì chứng tỏ nó sẽ chết khô. Trước đây nó công suất cả một tòa nhà nhưng bây giờ nó có mấy cái mầm này thôi, cho nên rễ nó không hoạt động thì thoái hóa, thân nó không hoạt động nữa, các cái mau mạch không cần thiết hoạt động nữa, cho nên nó lười hoạt động. Nó lười hoạt động, chính vì lười hoạt động nó khô, và khô dần dần. Mới đầu chết một cành, sau đó lan ra cành thứ hai và lan ra cành thứ ba, và sau đó chết cả cây. Đây là lý do tại sao trong 6 năm rồi tôi định viết rất nhiều bài lên, nhưng mà thôi các bạn ạ, viết lên mạng thì nhiều người lại không hỏi, không hiểu thì bảo là lại chửi, lại ném đá. Nhưng mà thực tại là các cái đệ tử của tôi bảo anh Minh ơi, bây giờ em có độ khoảng 100 triệu thôi, đây là vốn em bán con trâu con bò đi, em ở miền núi nhưng mà em thấy người ta bán cây hồng rất là rẻ, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu một gốc to, em về em ghép. Như của anh ghép độ khoảng 1 năm anh bán độ khoảng hơn 100 triệu, gấp 10 lần. Nhưng mà tôi bảo là thôi, dừng lại đi. Đấy là hậu quả của việc chặt cây rừng, hồng rừng về đấy. Và sau này em sẽ bị trả giá. Thế là người ta bảo là, thế nghe tôi, người ta đầu tư độ khoảng 10 triệu thí điểm, sau đó 3 năm là mất cả 10 triệu. Còn những cái người ta thấy tôi phân tích mà người ta có trình độ thì người ta sẽ không đầu tư nữa. Người ta đỡ mất vốn, và rất nhiều anh em trên mạng đã cảm ơn tôi là đã nói với người ta là lên đầu không đầu tư cây hồng rừng này nữa. Cây hồng rừng này nữa thì hôm nay là tôi cũng quay sơ với các bạn. Các bạn không nên đầu tư cây hồng rừng này nữa. Thế quay lại vấn đề, một số anh em lại bảo là anh Minh ơi, thế vậy thì cái cây hồng rừng gọi là hồng chi thân gỗ của Đài Loan, của Trung Quốc nó nhập sang, tại sao nó vẫn sống được? Và bây giờ hiện tại anh vẫn nhập về, anh bán 1,6 triệu một cây. Hồng chi là cái gì? Hồng chi là hồng thân gỗ. Hồng thân gỗ một thân, hồng thân gỗ một thân thì bên người ta lại có một cái chính sách như thế này. Người ta làm trẻ hóa lại, ví dụ như này. Một cái cây hồng rừng như này, người ta cắt lấy một cái đoạn độ khoảng 1 mét. Đấy, đường kính độ khoảng 3 phân, đường kính bánh tẻ thôi. Người ta không lấy đường kính 5-6 phân, tại vì nó già rồi. Người ta lấy đường kính độ khoảng 3cm là hàng bánh tẻ. Sau đó người ta cắt đi. Người ta cắt đi và người ta dùng thuốc, người ta tẩm nó vào và người ta dâm hom. Dâm hom, khi dâm hom thì cái cành cây hồng rừng này người ta dâm hom và người ta sẽ ghép vào các cái đầu của nó những cái hồng hiện đại thì nó gọi là hồng chi và nó gọi là hồng thân gỗ. Và bây giờ hồng thân gỗ bán đâu độ khoảng 1,6 triệu ở trang trại của tôi, bán lẻ bán buôn là 1,6 triệu, nhưng mà người ta ở ngoài người ta vẫn mua độ khoảng 3-4 triệu một cây. Và tại sao vẫn là hồng rừng như vậy và tại sao nó sống được, nó tồn tại 5 năm, 10 năm và 20 năm nó vẫn tồn tại được, thì có báo cáo với các bạn lại quay lại vấn đề khi cái thân này các bạn cắt đi và các bạn dâm hom lại thì nó tạo ra bộ rễ mới. Tạo ra bộ rễ mới hoàn chỉnh, nó không bị lũa, nó không bị già, và cây của nó là cây bánh tẻ. Cho nên là cái cây bánh tẻ của nó đường kính 3 phân thì nó nuôi độ khoảng 3 mắt thì nó là tốt, đúng không? Thì nó kích bộ rễ hoạt động, nó kích bộ rễ hoạt động để nuôi 3 mắt thì nó là bộ rễ mới hoạt động đến đâu thì rễ phát triển đến đấy. Khi cây đến năm thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì tán nó to độ khoảng 1 mét thì rễ nó đã ăn theo, đấy là bộ rễ mới. Cho nên hoàn toàn là bộ rễ đấy là chống chọi được với thiên nhiên và nó song song nó cân đối với tán thì nó là một bộ rễ mới. Cho nên là cái cây hồng chi ghép, hồng chi hiện tại đa số hồng chi là ghép 100%, là ghép các cái hồng đời mới vào cái thân, cái cành mới của hồng rừng. Cho nên lý giải tại sao mà bây giờ trên thế giới và các cái công trình công cộng, các khu du lịch người ta vẫn nhập hồng chi. Nhiều người hỏi tôi là cái giống hồng chi ở đâu, làm gì có cái giống hồng chi nào mà nó lên thẳng như vậy. Đấy là chính là nó cắt cành hồng rừng ra và nó dâm hom, nó tạo một bộ rễ mới và nó tạo một cây mới và nó tương đồng với sự phát triển theo năm tháng. Cho nên là nó tạo mới hoàn toàn từ cây dâm hom ra, cho nên là cái hồng chi đấy nó phát triển rất tốt. Đấy thì hôm nay chúng tôi cũng tâm sự thật với các bạn là các bạn không nên đầu tư những cái gốc hồng cổ to.
gốc hồng thổ to thì rất rẻ và thế dáng nó rất đẹp, lợi dụng cái gốc đấy để mình phát triển một cái cây mới thì được, nhưng mà chỉ được một năm thứ nhất, năm thứ hai, cùng lắm năm thứ ba, năm thứ tư là chết khô 95%. Đấy các bạn nhá. Và cơ chế hoạt động của nó, tôi là người làm vườn thực sự và tôi đã lên rừng, tôi đi khai thác cây hồng cổ rồi, tôi biết cây hồng rừng này, tôi biết, nên tôi mới khuyên cáo các bạn là không nên đầu tư những cây hồng rừng ghép nữa. Các bạn đầu tư các bạn sẽ trả giá, mà tôi khẳng định trả giá 100% là các bạn mất vốn. Các bạn có bán cho người ta lãi gấp 10 lần nhưng mà sau 3 năm người ta quay lại người ta chửi các bạn, người ta không hiểu là cơ chế hoạt động của nó như vậy và các bạn mất uy tín. Cho nên một lần nữa là xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bạn, và các bạn cũng không nên đầu tư cái cây hồng rừng ghép này nữa. Hồng ghép này nó chỉ được 3 năm thôi, 4 năm là nó chết. Đây hai cây này của tôi mua độ 8 triệu, tôi ghép năm thứ nhất già bồng to lắm, tự nhiên toàn ghép giống đời mới, người ta giả tôi 120 triệu tôi không bán. Bây giờ để lại năm thứ 3, năm thứ 4 là chết sạch. Đây, chết sạch. Cho nên bây giờ gợn dẫn đến tình trạng là các cái cây hồng rừng này còn sót lại. Đấy nha, các cây hồng rừng này còn sót lại. Tôi cũng chán, tôi không ghép luôn. Tôi ghép nó chắc chắn là chết. Và tôi khẳng định 100% là cơ chế sinh học như vậy là chết. Cho nên bây giờ chúng tôi vẫn để lại đây. Để lại đây làm gì? Để lại đây thì để nuôi 8 cái gốc hồng rừng này, chúng tôi không ghép nữa và chúng tôi cứ để cành nó leo như bình thường và tạo sinh thái của nó như bình thường, thì cành hồng rừng nó leo rất là khỏe. Đây này, nó leo rất khỏe, thì nó leo khỏe thì bộ rễ của nó hoạt động theo thì mới cứu vãn những cây này và nó trở lại cây rừng, cây bụi, cây thiên nhiên hoang dã thì nó có sống được. Một lần nữa các bạn có tìm hiểu và trao đổi những kiến thức, đây là tôi khẳng định kiến thức là rất sâu vì tôi nghiên cứu rất kỹ, tôi ra cả nước ngoài tôi nghiên cứu các cái cây hồng này và tôi mới đúc kết lại, và hôm nay là tôi mạnh dạn đưa lên mạng. Ngoài những người hiểu tôi rồi và tôi đã giúp cho những người ta khỏi mất vốn rồi, thì bây giờ tôi đưa lên mạng để các bạn đừng mua cái hồng này nữa. Hồng này không làm được. Khẳng định với các bạn, tôi sang cả Trung Quốc, cả Đài Loan, tôi học hỏi kinh nghiệm. Đấy. Và tôi đã từng mua một vài gốc của Đài Loan, Trung Quốc về rất là đắt tiền, hàng trăm triệu. Đúng không? Sau 3 năm, bắt đầu tôi thấy nó chết dần, bắt đầu tôi mới dùng kinh nghiệm của tôi lật lại quá khứ và tôi trao đổi lại với các cái người ở bên Đài Loan. Thì hóa ra cơ chế hoạt động của nó là như vậy. Cho nên các bạn đừng nên đầu tư cây hồng. Đây cũng là một câu trả lời thẳng thắn để giúp những nhà vườn có ý định ghép những cái cây hồng rừng này thì lên rừng lại, thì các bạn chắc chắn sẽ mất vốn. Một lần nữa các bạn có ý kiến xin trao đổi rất là chân tình, tránh trường hợp là ném đá. Các bạn trao đổi chân tình với số điện thoại 0977830008 xẹt Zalo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các cái tư liệu và các cái kinh nghiệm trồng hồng chi đời mới, tức là hồng chi ghép chứ không phải trồng cái hồng rừng này nữa. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bạn.